Chào các bạn. Chào các cô, các chú nữa. Chào cô, các chú. Hôm nay con sẽ học bài gì, học từ mới quả gì? Quả bưởi. Nhưng mà con thuộc từ quả bưởi tiếng Anh là gì con biết chưa? Rồi. Con đọc cho bố nghe xem nào. Grapefruit. Đúng rồi, grapefruit. Thế nhưng mà đây là con đọc được quả bưởi rồi đúng không? Thế bây giờ nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Việt sẽ học vẫn tiếp tục học từ mới từ quả bưởi, nhưng mà bạn Việt sẽ phải làm một nhiệm vụ cũng khá là khó, bởi vì là bạn Việt sẽ phải chọn các chữ cái tiếng Anh để các bạn điền thích hợp vào đây để đúng cho để thành đúng cái chữ quả bưởi đó, đúng không? Việt hiểu ý, hiểu bài chưa? Hiểu bài con muốn hiểu bài tập chưa? Nhưng con đánh vần được rồi. Grapefruit, đúng rồi, con đánh vần được rồi. Nhưng mà giờ bố hỏi con nhá. Hai chữ R đây. Bố hỏi con nhá, bây giờ chữ nào vào đây để thành grapefruit? Chọn đi. Đọc thế nào? Tiếng Anh đọc quả bưởi là grapefruit, đúng không? Thì cho con chọn từ vào đây đi. Chữ G. Đúng rồi, G tiếng Anh, con đọc tiếng Anh, đánh vần tiếng Anh, không đọc tiếng Việt. G, đúng không? G. Ok, con viết chữ G vào đây. Đúng không? Đúng. Thứ tự cũng phải khẳng định, mình nói là mình phải chắc chắn là mình đúng chứ không được G đâu, chữ G viết thế nào? G đâu? Đây, 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 viết chữ theo chữ nhỏ này này. Đây này. Đó. Con ngồi ngay ngắn lên, con ngồi ngay ngắn lên mình viết. G. Sai rồi, ai viết G thế? G viết thế á? Ừ. Sai rồi. G viết thế này. Đấy, học, năm nay cháu mới vào lớp 1 thì cháu cũng chưa viết thạo. Đây, G. Đấy, ok, thôi con phát âm là được rồi nhá. G. Ok, xong nhá. Từ khác. Nào. Ok, rồi. Grapefruit từ này phải là từ gì? R. Tiếng Anh. Từ R tiếng Anh là O. 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 Đúng rồi. Ok. O. Yes. Good. Good job. Ok, đây. Thế từ này tiếng Anh là gì? Điền từ gì vào đây? Điền thành từ chữ grapefruit đây. Từ gì? Không biết. À, không phải không biết, phải nghĩ đi. Không được không biết. Từ gì? Grapefruit. Con nghĩ, nhìn vào chữ thì con nghĩ đi. Từ gì? Grapefruit. Đúng không? Chữ phở. Đúng rồi, chữ phở. Nhưng mà tiếng Anh là phải đọc là gì? Không biết. Đây. Ơ, đánh vần là gì? G, C. Đây mà. A, B, C, D. E, F. Hả? F, đúng không? Phát âm phải là F. Đúng rồi. Rồi, ok. Good job. Khá tốt. Khá tốt, ok, được. Nha, tiếp theo. Từ này này. Không được xem từ cái gì cả. Ngồi im một chỗ. Học là phải ngồi im một chỗ nhá. Để điền. Chị ơi. Đúng rồi, yep. Grapefruit. Yes, đó. Ây, viết viết hoa thư nhỏ thôi. À, đúng rồi, có một từ chơi bẩn đó chính là xem. Xem, để nghĩ, để cái coi, nhớ chữ. Học cẩn thận nha, không. Ây, không biết thế. Ây, là Ây thường cái này này, A nhỏ, A bình thường cái này này. Thôi được, phát âm thế là được rồi. Đánh đúng rồi là được rồi. Tiếp theo, nha. Grapefruit. Từ gì vào đây? Grapefruit. Cứ đọc đi, vừa nhìn vừa đọc là sẽ nghĩ được ra. Grapefruit. Grapefruit. Cái gì? Hử? Cái gì? Cái gì đi? Cái gì? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, L, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, G. G. Không phải. Nghĩ đi.
nhìn vào đây, phải nhìn vào đây này, phải nhìn vào đây, đọc từ đọc đi đọc lại, nhìn vào đây từ grapefruit thì mới nhớ được này, chứ không phải nghĩ nhìn lên trời là không có trên trời đâu. Không có trên trời đâu, không có ở đâu đâu, phải nhìn vào cái chữ này thì mới tư mới dần dần là mới hiện ra cái từ ở đây là gì này. Con phải nhìn kỹ đọc đi đọc lại grapefruit thì nó mới hiện ra cái từ này này. Nhìn ở đâu có, chả ở đâu có, chỉ nhìn vào đây mới có rồi, nhìn đi. Grapefruit. Không biết. Chịu thua chưa? Dạ, yeah, chịu thua chưa? Hả? Bài này bạn Việt thua rồi bạn nhá. Chấp thuận thua rồi. Nào, nhìn đây là chữ gì đây? Đọc tiếng Anh là gì? P. P. Đó. Ok. Nhớ chưa? Thua rồi nhá. Phải là gì? P. Đúng rồi, viết vào. P. Không phải, Q rồi, P viết thế này chứ con. Viết sai, đây này, P viết thế này này, đấy. Ok. Nha, thua nha. Không nghe chưa? Chưa nghe hết, nào, ok. Đây, cái từ này là gì? Nhìn vào đây. Nhìn đi, nhìn kỹ vào đây này, đừng có nhìn đâu, không có đâu. Viết thấy bẩn lắm. Nào. Nói chung là Việt, bố biết Việt rồi. Việt học mà Việt không chịu tập trung vào đây, Việt suy nghĩ mà Việt chỉ có nhìn để coi bài thôi thì Việt không bao giờ học giỏi được. Việt chỉ coi được một lần thôi chứ Việt không coi được hai lần. Nên Việt phải nhìn vào đây để Việt nghĩ ra cái từ đấy là gì. Grapefruit. Việt có biết tại sao bố bảo Việt cứ phải nhìn vào đây để đọc để nghĩ ra từ này không? Không. Bởi vì con nghĩ vào đây dù mặc dù là nếu mà con quên từ này nhưng mà con nhìn đi nhìn lại nhiều lần thì khi nào mà bố để bao chấm ở cái từ này là con đoán được. Vì con nhớ rồi, thế con phải nhìn vào đây này. Đúng không? Nó nhổm dậy này. Không cúi mặt gì đấy. Chữ gì? Q. Không phải, Q là sai rồi, lại thua rồi. Là gì? S. Ôi giời ơi, bao nhiêu người xem video của con mà con không đoán được từ này thì các bạn cười chưa? Cái gì? Nhìn vào đây, tưởng tượng cái từ này nó là từ gì? Cái gì? Grapefruit. Một gợi ý nhá. Chữ mà đứng cạnh chữ đi. Nhìn vào chữ cái. Đứng cạnh chữ đi là chữ nào? Đây là nhìn trên này này. Cạnh chữ đi là chữ nào? Đi á, đi đây. Cạnh chữ đi thì có chữ C và chữ Y thì hai chữ chọn chữ nào? Chữ C, chữ Y. Chữ đi. Hả? Chữ C. C vào đây á? À, Y. Ok, đó là Y nhá. Viết đây này, viết nhỏ, y nhỏ này này, đây này, y nhỏ này này. Rồi, y là y hoa rồi, ok, viết đây nhá. Đúng không? Đó. Nhớ chưa? Không chưa? Không coi được đâu, giấu kỹ rồi. Coi được đâu. Này. Nào, tiếp theo, giờ ba chấm ở chỗ này rồi, phải chứ gì? Đấy, tại sao mà lúc nãy bố bảo con phải nhìn vào đây, nhìn kỹ vào đây để lần sau còn biết chứ? Đúng không? Cái này đi, chữ nào? Chọn đi, chữ nào? A, B, C, D, E, F, C, H, Y, J, K, L, M, N, O, P, Q R S T U V W H F E N G. Cái gì? Là gì vào đây? S. Sai rồi, kém rồi, không nhớ rồi. Lại không chịu nhìn vào mà. Thì nhìn vào thì mới nhớ được. Đây này. Chữ này này là gì? T. Hả? T. Nhớ chưa? Mình phải học là tại sao lúc nào bố cũng bảo con là phải nhìn vào cái chữ này để lần sau còn nhớ. Lần sau bố bỏ từ nào đi con còn nhớ. Hiểu không? Hiểu không?
nhá. Đấy, cho nhìn lại một lượt nữa đi để bố cho từ từ khác vào. Dạ, thôi nhá. Rồi, thôi. Nào. Đây. Cái gì? Việt chưa bẩn lắm, Việt chưa bẩn lắm, Việt không chưa thấy được, Việt học thế không bao giờ Việt giỏi được. Không chịu suy nghĩ. Cái đầu này rất lười suy nghĩ này. Lười suy nghĩ thì giỏi làm sao được. Chữ gì? Nhìn vào đâu? Nó có ở trên trời không mà nhìn lên trời? Nó có ở đây này, mình nhìn vào đây này, là gì? Red fruit. Chị út. Chị gì? Chị út. Có gợi ý nha. Nó đứng cạnh chữ S. Thì là chữ gì? Chữ này. Chữ nào? Cạnh chữ S thì là chữ nào? Chữ này à? Đứng cạnh chữ S thì là chữ nào? Đây là đứng cạnh chữ này. Chữ T hay chữ O? O. O. Đúng rồi. Đó. Chữ O. Đúng không? Ok. Đó. Hiểu chưa? Ừ. Tiếp theo. O. O. Ừ. Cái gì? Từ O giờ đến từ gì? Đến cách chữ nào? Không, bố con không nhớ được, con phải nhớ đi chứ. Chữ nào? Nó cũng ở dòng dưới này đúng không? Đúng rồi. Nào, nhìn đi. Nhồm dậy nào, nhồm dậy nào. Ở chữ này thì... À, chữ U. Đúng rồi, you. Đúng không? Ok, phải âm tiếng Anh, you. You. Ok, nào điền. Từ trên trời rơi xuống. Điền you vào. Không có từ trên trời rơi xuống. Chưa nhớ hết đúng không? You, ok, đúng rồi. Yes, you nha. You. Ok, you. Nào, tiếp theo. Cái gì? Đây, cái chữ you rồi. Giờ cái gì cạnh chữ you? Cái gì? Không lại nhớ, không nhớ, không hỏi, không nhớ cái từ lúc nãy con đọc từ grapefruit thì con phải nhớ được chứ. Nó ở dòng dưới đúng không? Grapefruit, bố không nói nữa, giờ bố không nói nữa. Nhưng nó ở dòng dưới không? Bố không nói nữa, bố không nói ở dòng nào nữa. Chữ nào? Không nói dòng nào đâu, giờ con nhìn vào đây là không được đâu, con nhìn vào đây là con không bao giờ con suy nghĩ được đâu, con phải nhớ, phải tư duy đi, tức là đầu con phải suy nghĩ đi. Đó. Con nhìn nghĩ kỹ rằng này nó là dòng từ gì ở đây, con tưởng tượng là từ gì ở đây vào để điền thành grapefruit. Đấy, mình tưởng tượng. Đây, đây chữ là hoa nhỉ. Chữ gì? Chữ A có đúng không? Điền chữ A vào đây có đúng không? Đúng á? Sai. Thế chữ nào? Thế chữ Y có đúng không? Y đúng. Y nào? Y biết này. Đúng điều này là có đúng không? Có đúng không? Đúng không? Chắc không? 100% không? Hả? Có 100% không? Đúng. Thật không? Ừ, đúng rồi đấy. Nhưng mà thế con không nhớ rồi, bố gợi ý con mới nhớ đúng không? Nhá, thế con chưa thuộc từ đúng không? Chưa thuộc đúng không? Ủa, hôm nay xem video này các bạn cười cho bạn ở viện Việt học dốt quá. Bây giờ học phải xem phải kỹ nhá. Xem lại nhá. Grapefruit đúng không? Đây này, chữ grapefruit đây này. Chữ gì đây? Chữ gì đây? Từ Y. Ai? Đúng không? Đúng chưa?
Hả? Đúng. Thế giờ nay học bài này, quả bưởi này đọc được rồi nhưng mà chưa nhớ từ đúng không? Ừ. Ừ, kém quá. Nào, thế chào bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn. Và bye bye các gì nữa? Bye bye các chú. Các cô, các chú. Các cô, các chú ấy, gặp lại. Các cô, các chú và các bạn. Lần sau nhớ đăng ký kênh Bảo Châu TV. Đọc tiếng Anh nói tiếng Anh. Tiếng Anh nói see thế nào? Later. Yeah, see you later. Anh Việt học. Đấy các bạn thấy không? Con cái đó. Học thì đôi khi là đọc nhìn quả bưởi đọc tiếng Anh nhưng mà viết ra mà đoán từ liền thành quả bưởi là không nhớ được. Cũng là đơn giản, cũng là hiểu điều đương nhiên thôi các bạn. Mình phải kiên trì. Dần dần thì con sẽ nhớ, mình cho con học đi học lại nhiều thì các con sẽ nhớ. Thôi nha các bạn nha. À mà cũng nói luôn các bạn nào cần mà cái này ấy, cần những cái thẻ học kiểu này thì có thể liên lạc với mình ở cái phần comment nhé, comment cho mình. Đó, mình sẽ giúp đỡ các bạn để có cái thẻ này để cho các con học.